Quyển 37 thứ 15 Bồ Tát Địa, phần đầu Trì Du Già Xứ, phần 5 Uy Lực. Sao gọi là uy lực của chư Phật Bồ Tát được có 3 loại: 1 uy lực thánh, 2 uy lực pháp, 3 uy lực cầu sanh. Uy lực thánh, chư Phật Bồ Tát được định tự tại vì khéo tu tâm, vì tâm điều nhu, nương định tự tại đây tùy theo sở thích thành tựu mọi việc, đây gọi là uy lực thánh. Uy lực pháp là các pháp thù thắng có quả rộng lớn, có lợi ích thù thắng lớn. Trong đây, pháp chính là 6 chủng Ba La Mật Đa, từ Bồ Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các pháp như vậy có uy lực lớn, đây gọi là uy lực pháp. Uy lực cầu sanh, chư Phật Bồ Tát trước đã chứa nhóm từ lượng phước đức rộng lớn, chứng đắc pháp cầu sanh hy hữu kỳ lạ, đây gọi là uy lực cầu sanh. Chư Phật Bồ Tát có uy lực như vậy, phẩm loại sai biệt lại có 5 loại: 1 uy lực thần thông, 2 uy lực pháp, 3 uy lực cầu sanh, 4 uy lực cùng chung với thành phần độc giác, 5 uy lực không cùng chung với thành phần độc giác. 1. Uy lực thần thông của chư Phật Bồ Tát có 6 thần thông: A. Tác chứng thần cảnh trí thông, B. Tác chứng tùy niệm túc trụ trí thông, C. Tác chứng thiền nhĩ trí thông, D. Tác chứng kiến sanh tử trí thông, E. Tác chứng biết tâm sai biệt trí thông, F. Tác chứng lậu tận trí thông, đây gọi là uy lực thần thông. A. Sao gọi là thần cảnh trí thông của chư Phật Bồ Tát? Được có 2 loại: 1 thần thông năng biến hiện, 2 thần thông năng hóa hiện. 2 thần thông như vậy có nhiều phẩm loại sai biệt. Sao gọi là phẩm loại sai biệt của năng biến hiện thần cảnh trí thông? Là 18 loại biến hiện: 1 chấn động, 2 đốt cháy, 3 lưu bố, 4 thị hiện, 5 chuyển biến, 6 đến đi, 7 thâu lại, 8 mở ra, 9 nhiều hình tượng nhập vào thân, 10 nhập vào đồng loại, 11 hiển, 12 ẩn, 13 việc làm tự tại, 14 chế ngự thần thông khác, 15 năng thí biện tài, 16 năng thí nhớ nghĩ, 17 năng thí an vui, 18 phóng đại quang minh. Khi thải loại như thế đều gọi là năng biến hiện thần cảnh trí thông. Chấn động, chư Phật Bồ Tát vì tâm điều nhu, vì khéo tu tâm đắc định tự tại, nương định tự tại năng khiến tất cả đều bị chấn động, như nhà cửa, chùa chiền, thôn xóm, tụ lạc, thành đồ, đất nước, thế giới địa ngục, thế giới bảng xanh, thế giới tổ phụ, thế giới người, thế giới trời, 4 đại châu, 1000 thế giới, 2000 thế giới, 1 tam thiên đại thiên thế giới, 100 tam thiên đại thiên thế giới, 1000 tam thiên đại thiên thế giới, 100000 tam thiên đại thiên thế giới, cho đến vô lượng vô số tam thiên đại thiên thế giới, đây gọi là chấn động. Đốt cháy, chư Phật Bồ Tát nương định tự tại, từ trên thân phát lửa hừng hực, dưới thân phù nước, từ dưới thân phát lửa, trên thân phù nước, nhập định hỏa giới. Khi cử động thân, khắp thân phần phát ra vô lượng ngọn lửa xanh vàng đỏ trắng, hồng đỏ tía, màu của bảo phà chi ca, đây gọi là đốt cháy. Lưu bố, chư Phật Bồ Tát nương định tự tại, chiếu rọi quang minh trùng khắp tất cả nhà cửa, chùa chiền, đền đài cho đến vô lượng vô số thế giới, không chỗ nào không trùng khắp như phần chấn động đã nói trước, đây gọi là lưu bố. Thị hiện, chư Phật Bồ Tát nương định tự tại như ý thích hiện thân đến trong tất cả chúng hội sa môn bà la môn, thành phần Bồ Tát trời rồng dược xoa, can thát bà Atula, yết lộ trà khẩn na la, mạc hô lạc già người phi nhân, khiến tất cả đều thấy các cõi ác ở dưới cho đến các cõi trời người ở trên, lại khiến tất cả đều thấy các quốc độ Phật khác và chư Phật Bồ Tát ở trong nước ấy, cho đến vượt qua hằng hà sa số các quốc độ Phật, và cũng khiến thầy đều hiện thấy chủ trường âm thanh của cõi Phật đó và danh hiệu như thế, như thế. Cũng vì chúng tuyên thuyết danh hiệu của cõi Phật và danh hiệu của Như Lai ở cõi Phật đó, từ quốc độ chư Phật và chư Như Lai ở kia cho đến đây, hoặc lại vượt quá kia tùy theo ý thích, tùy theo ý muốn, đều khiến hiện thấy cũng vì tuyên thuyết, đây gọi là thị hiện. Chuyển biến, chư Phật Bồ Tát nương định tự tại hoặc ở nơi đất khởi chuyển thành nước, tức đất kia biến thành nước như thật không khác, chuyển thành lửa, gió cũng lại như vậy. Hoặc ở nơi nước khỏi chuyển thành đất, tức nước kia biến thành đất như thật không khác, chuyển thành lửa, gió cũng lại như vậy. Hoặc ở nơi lửa khỏi chuyển thành đất, tức lửa kia biến thành đất như thật không khác, chuyển thành nước, gió cũng như vậy. Hoặc ở nơi gió khỏi chuyển thành đất, tức gió liền thành đất như thật không khác, chuyển thành nước, lửa cũng vậy. Hoặc ở nơi tất cả khởi truyền thành cái khác, tức tùy theo đó mà biến đổi như thật không khác,
Như các đại trùng xoay vần chuyển biến thì sắc hương vị xúc phải biết cũng vậy. Hoặc từ cỏ, lá, phẫn trầu, bùn đất khởi chuyển thành thức, uống, ăn, xe cộ, y phục, trang sức, vật dụng, hương xoa, hương cài. Tức theo chuyển khởi đó mà biến chuyển như thật không khác. Hoặc từ hết thảy vật như cát, ngói, đá khởi chuyển thành mani, trân châu, lưu ly, lòa búi, ngọc bích, hổ phách, tức liền biến đổi như thật không khác. Hoặc ở nơi các núi, núi, tuyết khởi chuyển thành vàng, tức liền biến đổi như thật không khác, hoặc ở nơi tất cả khởi chuyển thành vật khác, tức tùy theo đó mà biến đổi như thật không khác, hoặc ở nơi hữu tình có sắc đẹp khởi chuyển thành sắc xấu, hoặc từ hữu tình sắc xấu khởi chuyển thành sắc đẹp, hoặc hữu tình không xấu không đẹp khởi chuyển thành sắc xấu sắc đẹp, hoặc ở nơi hữu tình xấu đẹp khởi chuyển thành không xấu không đẹp, tức tùy theo đó mà biến đổi như thật không khác. Như sắc đẹp sắc xấu thì chi phần đầy đủ, chi phần không đầy đủ, béo mập gầy ốm phải biết cũng vậy. Như vậy ở nơi sở hữu tự tướng của những vật khác nhau khởi chuyển thành sắc vật khác đều tùy theo đó biến đổi tất cả như thật không khác, đây gọi là chuyển biến. Đến đi chư Phật Bồ Tát nương định tự tại tùy theo sở thích ở nơi các núi vách đá tường dùng thân đi qua không bị ngăn ngại, nói rộng cho đến đi đến cõi trời Phạm Thế, cho đến cõi trời sắp cứu cánh trở về không ngăn ngại, hoặc lại nương nơi vô lượng vô số tam thiên đại thiên thế giới, hoặc đến hoặc đi đều không ngần ngại, hoặc vận chuyển thân tứ đại thổ nặng, hoặc ở nơi xứ xa khởi chuyển thành xứ gần, hoặc như ý mà đến đi nhanh chóng, đây gọi là đến đi. Thâu lại mở ra, chư Phật Bồ Tát nương định tự tại năng thu nhỏ núi chúa tuyết sơn thành một cực vi, ngược lại có thể phóng đại một cực vi thành núi tuyết sơn, đây gọi là thâu lại mở ra. Hết thảy hình tượng nhập vào thân, chư Phật Bồ Tát nương định tự tại năng đem vô lượng đại chúng hiện tiền cùng với tất cả sắc tượng như thôn xóm tụ lạc cỏ cây lùm rừng núi non đại địa nhập trong thân mình, lại khiến tất cả đại chúng mỗi mỗi đều tự biết đang được nhập ở bên trong thân, đây gọi là hết thảy hình tượng nhập vào thân. Nhập vào đồng loại, chư Phật Bồ Tát nương định tự tại hoặc năng sanh trong chúng sát đế loại đồng sắc lại đồng hình dáng đồng ngôn âm, nếu nơi đó họ dùng tên này nghĩa như thế thì Bồ Tát cũng dùng tên này nghĩa như thế, nếu họ không dùng tên này nghĩa như thế thì cũng không dùng tên này nghĩa như thế. Do đây về sau, vì họ diễn nói chánh pháp, thị hiện dạy dẫn, khuyên bỏ khích lệ ái mẫn, việc giáo hóa đã hoàn thành tự nhiên ẩn mất. Thời gian sau, trong chúng tưởng nhớ liền thầm nghĩ, không biết vị đó là trời hay người. Như năng nhập vào chúng sát đế loại như vậy, thì năng nhập vào chúng bà la môn, vào chúng sa môn, vào chúng trưởng giả, hoặc chúng cư sĩ, hoặc trời tứ thiên vương, hoặc trời 33, hoặc trời dạ ma, hoặc trời đồ sở đa, hoặc trời lạc biến hóa, hoặc trời tha hóa tự tại, hoặc trời phạm chúng, hoặc trời phạm tiên ích, hoặc trời đại phạm, hoặc trời thiểu quang, hoặc trời vô lượng quang, hoặc trời quang âm, hoặc trời thiểu tịnh, hoặc trời vô lượng tịnh, hoặc trời biến tịnh, hoặc trời vô vân, hoặc trời vước sanh, hoặc trời quảng quả, hoặc trời vô phiền, hoặc trời vô nhiệt, hoặc trời thiện hiện, hoặc trời thiện kiến, hoặc trời sắc kiếu cánh, phải biết cũng vậy, đây gọi là nhập vào đồng loại ẩn hiện. Chư Phật Bồ Tát nương định tự tại ở trước đại chúng trầm cõi nước, ngàn cõi nước, hoặc vượt quá số đây, tự nhiên ẩn mất thân, lại khiến hiện ra, đây gọi là ẩn hiện. Việc làm tự tại, chư Phật Bồ Tát nương định tự tại khắp ở tất cả cõi hữu tình, ở nơi tất cả hành động đến đi, dừng ở thầy đều tự tại hành chuyển, khiến đi liền đi, khiến đứng liền đứng, khiến đến liền đến, khiến nói liền nói, đây gọi là việc làm tự tại chế ngự các thần thông khác. Chư Phật Bồ Tát nương định tự tại năng chế phục sự hiển hiện của các thần thông khác, thần thông của Như Lai năng chế phục chỗ hiện thần thông của tất cả các loại thần thông theo sở thích khiến việc thành tựu. Sở hữu thần thông của Bồ Tát cứu cánh chỉ một lần sanh trở lại, hoặc Bồ Tát tối hậu thân đều năng chế phục chỗ hiển thần thông của tất cả người có đầy đủ thần thông khác, trừ thần thông của chư Như Lai đẳng loại Bồ Tát. Sở hữu thần thông của các bậc Bồ Tát khác đều năng chế phục chỗ hiển thần thông của tất cả người có đầy đủ thần thông khác, trừ thần thông của Bồ Tát ở địa cao hơn đẳng loại Bồ Tát, đây gọi là chế ngự các thần thông khác. Năng thí biện tài, chư Phật Bồ Tát nương định tự tại nếu các hữu tình biện tài cùng tận năng thí cho biện tài, đây gọi là năng thí biện tài. Năng thí nhớ nghĩ, chư Phật Bồ Tát nương định tự tại nếu các hữu tình quên mất niệm đối với pháp, năng khiến kẻ nhớ nghĩ, đây gọi là năng thí nhớ nghĩ.
Năng thí an vui, chư Phật Bồ Tát nương định tự tại khi thuyết chánh pháp, khiến người lắng nghe thân tâm được nhiều ích an vui, lìa các cái chuyên tâm nghe pháp, đây là phương tiện tạm thời không phải rốt ráo, lại khiến sự tổn hại do các giới chống trái lẫn nhau, tai hoạn tật dịch do phi nhân gây ra đều được diệt dứt, đây gọi là năng thí an vui. Phóng đại quang minh, chư Phật Bồ Tát nương định tự tại, dùng lực thần thông, thần phóng quang minh, hoặc có quang minh rộng khắp mười phương vô lượng vô số các thế giới, khiến tất cả chúng hữu tình trong các đường ác dứt trừ các khổ, hoặc có quang minh uy đức lớn chiếu đến các cõi trời, khiến trời rồng dược xoa, hiện đạt phược, a tố lạc, ít lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, đang ở trong cung của mình, nhờ ân quang minh chiếu đến, đều đến cầu hội, hoặc có quang minh rộng đến mười phương vô lượng vô số các thế giới, khiến Bồ Tát an trụ ở thế giới phương khác, bắt gặp quang minh chiếu đến, đều đến cầu hội. Nói tóm lại, hết thảy chư Như Lai năng phóng vô lượng vô số phẩm loại, trùng trùng quang minh, năng làm vô lượng vô số việc lợi ích cho vô số vô lượng hữu tình ở vô lượng vô số thế giới, đây gọi là phóng đại quang minh. Nên biết phẩm loại sai biệt của tất cả năng biến hiện thần cảnh trí thông như vậy, mỗi mỗi phân biệt có vô lượng vô số, do thần thông đây năng truyền tự tánh vật hiện có khiến thành vật khác, cho nên gọi là năng biến hiện thần cảnh trí thông. Sao gọi là phẩm loại sai biệt của năng hóa hiện thần cảnh trí thông? Nếu nói được thì từ không có gì mà chuyển thành có, đây gọi là hóa ra. Năng dùng tâm hóa, tùy theo sở thích tạo ra vô số việc chưa từng có, đây gọi là thần thông trí, năng hóa thần cảnh. Đây lại có nhiều loại, hoặc hóa làm thân, hoặc hóa làm cảnh, hoặc hóa làm lời nói. Hoặc hóa làm thân, đó là hoặc hóa thân mình, hoặc hóa thân người, hoặc hóa giống thân mình, hoặc không giống, hoặc hóa giống thân người, hoặc không giống, lại thần được hóa. Hoặc giống hoặc không giống, hoặc mình hoặc người, chỉ có thể hóa ra các căn tường tạo, chỗ sở y của căn, mà chẳng phải căn thật. Lại thần được hóa đồng loại với mình, chẳng phải một mà có trùng trùng loại sai khác, hoặc hóa giống sắc tướng, trời rồng dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, hiết lộ trà, khẩn nại lạc, mà khô lạc già. Hoặc hóa làm hình dáng giống người, bằng xanh, quỷ, địa ngục, hoặc hóa làm hình dáng giống Như Lai, Bồ Tát, độc giác, thanh văn. Nếu thân được hóa rất giống thân của Bồ Tát, gọi là hóa thân và mình giống nhau. Nếu thân được hóa không giống như vậy, gọi là hóa thân không giống mình. Hoặc thân được hóa cùng đồng loại với người khác, cũng có nhiều chủng. Nếu hóa thân trời, giống thân trời kia, gọi là thân được hóa giống với kẻ khác. Nếu không như thế, gọi là thân được hóa không giống người khác. Như hóa làm thân trời cho đến hóa làm thân Phật, phải biết cũng vậy. Hóa làm nhiều thân thế nào? Chư Phật Bồ Tát ở mười phương vô lượng vô số thế giới, một lúc hóa làm chủng chủng hình loại, năng làm lợi ích vô lượng vô số hữu tình. Việc hóa chủng chủng hình loại như vậy, hoặc chư Phật Bồ Tát tuy đã diệt độ, nhưng do được trụ trì mà được tùy chuyển, hoặc có hóa thân đã làm xong việc lợi ích, thì việc hóa hiện liền dứt. Hoặc hóa làm cảnh, năng hóa ra giống như cảnh giới, đó là các vật thực, các loại báu ma ni, trân châu, các vật dụng nuôi thân bên ngoài nhiếp thuộc sở hữu sắc hương vị xúc, hoặc giống như vật kia, hoặc khác với vật kia, tùy theo sở thích tất cả đều có thể hóa ra. Lại chư Phật Bồ Tát, hoặc làm việc hóa hiện chỉ khiến chúng sanh xem thấy rồi biến mất, như việc làm huyễn không thể thọ dụng, hoặc lại hóa làm các thứ uống ăn y phục, các thứ báu vật như mani, trân châu, lưu ly, lò bối, ngọc bích, san hô, các phương tiện đi lại, xe cộ, như vật thật không khác. Tài bảo ăn uống vật dụng được hóa hiện như vậy, khiến các chúng sanh được thọ dụng. Đây gọi là hóa làm thân và hóa làm cảnh giới. Hóa hoặc hóa làm lời nói, hoặc hóa lời diệu âm tương ưng, hoặc hóa lời có âm thanh rộng lớn đầy đủ, hoặc hóa lời hệ thuộc mình, hoặc hóa lời hệ thuộc người, hoặc hóa lời không hệ thuộc đâu, hoặc hóa lời nhiếp vào ngôn từ tuyên nói chánh pháp, hoặc hóa lời nhiếp vào ngôn từ dày dằn dạy của trách phóng dật. Diệu âm tương ưng, hóa lời của chư Phật, Bồ Tát, âm thanh sâu xa như tiếng sấm vang dội trong mây, âm thanh hòa nhã như tiếng chim ca lăng tần già, năng cảm hóa tâm chúng sanh, sanh vui thích sâu. Lại, lời được hóa đây rất viên mãn vi diệu, rõ ràng dễ hiểu, nghe vui không trái, không dính mắc, không cùng tận. Âm thanh rộng lớn đầy đủ, hóa lời của chư Phật Bồ Tát, âm thanh rộng xa, tùy theo sở thích của vô lượng loài, như trời rồng dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc,
Mạc Khô Lạc Già, Thành Phần Bồ Tát, Người Phi Nhân, Vô Lượng Chúng Hội trong khoảng một do tuần, Thầy đều sung mãn, lại dùng rượu ầm viên mãn, tùy mỗi loài mà dạy bảo khắp, lại tùy ý muốn trong một tiểu thiên thế giới, nhị thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, cho đến mười phương vô lượng vô số các thế giới, hoặc gần hoặc xa có các chúng hội trong ấy, dùng âm vi diệu tùy loài mà dạy bảo khắp, ở nơi âm thanh ấy phát ra chủng chủng các loại âm thanh, vì các chúng sanh mà thuyết chủng chủng pháp, tùy theo chỗ thích hợp mỗi mỗi đều được nghĩa lợi ích. Hệ thuộc mình là hóa lời tuyên thuyết của chư Phật Bồ Tát ở nơi thân mình, hóa hiện phát ra trùng trùng âm thanh tuyên thuyết chánh pháp, dằn trách phóng dật. Hệ thuộc người là hóa lời tuyên thuyết của chư Phật Bồ Tát ở nơi thân người khác, hóa hiện tuyên thuyết chánh pháp, dằn trách phóng dật. Không hệ thuộc đâu là hóa lời tuyên thuyết của chư Phật Bồ Tát hoặc ở trong không trung, hoặc ở nơi pháp hóa hiện không thuộc hữu tình mà tuyên thuyết, nhiếp vào ngôn từ tuyên thuyết chánh pháp, hoặc hóa lời tuyên thuyết của chư Phật Bồ Tát khai thị chánh lý, khiến các chúng sanh ngu si đều được hiểu rõ ở nơi trùng trùng pháp, nhiếp vào ngôn từ dằn trách phóng dật là hóa lời tuyên thuyết của chư Phật Bồ Tát, vì người không ngu si đã được tâm tịnh tín nhưng lại phóng dật. Dùng hóa lời dằn trách kẻ phóng dật kia, khiến dành tầm tàm quý dạy bảo không phóng dật, khiến siêng năng tu học. Như vậy có nhiều loại hóa hiện được nói đến, nhưng lược có ba loại: hóa thân, hóa cảnh và hóa lời. Nên biết phẩm loại sai biệt của tất cả năng hóa hiện thần cảnh trí thông như vậy, mỗi mỗi phân biệt có vô lượng vô số. Như vậy, hai loại thần cảnh trí thông của chư Phật Bồ Tát năng hiện hai việc: một, thị hiện trùng trùng thần thông dẫn các chúng sanh nhập vào thánh giáo chư Phật; hai, thị hiện trùng trùng thần thông hệ thí rất nhiều phẩm loại lợi ích an lạc cho chúng sanh đang thọ vô lượng khổ. B, sao gọi là tùy niệm túc trụ trí thông của chư Phật Bồ Tát? Chư Phật Bồ Tát dùng trí túc trụ năng tùy nhớ đời sống đời trước, đời sống trước của mình, đó là từng ở trong loài hữu tình như thế, có tên như thế, như kinh rộng nói, cũng năng tùy nhớ phẩm loại thân sai khác của tất cả hữu tình, như việc tự nhớ thân mình không khác, lại năng khiến người được trí túc trụ năng tự nhớ quá khứ đã trải qua, người đó tùy nhớ tất cả phẩm loại sai khác hoặc thân mình hoặc thân người đã từng trong là hữu tình như thế, có tên như thế cho đến nói rộng. Hữu tình như vậy lại truyền truyền khiến người khác được trí túc trụ, năng tự nhớ tất cả đời sống trước rõ ràng như ở trước không khác, truyền truyền như vậy khiến nhớ đời sống trước kia đều như tự mình đã nhớ, ở trong hiện pháp lại năng tùy nhớ hoặc ít hoặc nhiều các việc rất chi tiết, các việc làm, các suy nghĩ trước kia tất cả đều không bị quên mất. Lại năng tùy nhớ tướng sát na không gián đoạn, thì thứ tự việc làm không gián đoạn. Lại năng tùy nhớ có số có lượng các đời trước sai khác, vì chỗ biết thời kiếp có thể tính đếm. Lại năng tùy nhớ vô lượng vô số đời trước sai khác, vì chỗ biết thời kiếp chẳng thể tính đếm. Như vậy trí túc trụ đầy ở nơi chốn như vậy, ở lại như vậy, ở lượng như vậy, tùy theo sở thích đều chuyển chuyển không bị ngăn ngại. Như vậy gọi là uy lực nhiếp thuộc tùy niệm túc trụ của chư Phật Bồ Tát. Lại do trí tùy niệm túc trụ nên nhớ được bổn sanh, vì các hữu tình khai thị trùng trùng phẩm loại sở hành khổ hạnh khó hành hy hữu bậc nhất mà chư Bồ Tát đã làm trong các đời trước, khiến các hữu tình phát sanh tâm tịnh tín, khởi tâm cung kính đối với Phật, sanh khởi chán lìa sâu đối với sanh tử. Lại do trí tùy niệm túc trụ nên nhớ được bổn sự, vì các chúng sanh khai thị trùng trùng nghiệp quả dị thuộc tương ưng ở đời trước, phá trừ kiến chấp thường của luận vọng chấp tiền tế là thường, luận một phần thường, luận kiến danh tử là thường. C. Sao gọi là thiên nhĩ trí thông của chư Phật Bồ Tát? Chư Phật Bồ Tát dùng thiên nhĩ thành tịnh, năng ở nơi trùng trùng âm thanh như âm thanh trời, âm thanh người, âm thanh thánh, âm thanh phi thánh, âm thanh lớn, âm thanh nhỏ, âm thanh biện, âm thanh không biện, âm thanh hóa hiện, âm thanh không hóa hiện, âm thanh xa, âm thanh gần, thầy đều nghe được. Nghe âm thanh trời, nếu không tác ý trùng trùng âm thanh phát sanh từ các loại hữu tình, thọ sanh nơi ấy, dưới từ dục giới trên đến cung trời xa cứu cánh, đều năng nghe được. Nếu lúc tác ý âm thanh của các thế giới từ cung trời xa cứu cánh trở lên, đều năng nghe được. Nghe âm thanh người, trùng trùng âm thanh phát ra từ các loại hữu tình thọ sanh khắp tất cả bốn đại châu, thầy đều nghe được. Nghe âm thanh thánh, các âm thanh của trừ Như Lai Bồ Tát độc giác thành văn,
về các loại hữu tình khác nhau mà triển truyền tuyên thuyết chủng chủng pháp thể hiện dạy dẫn khuyên bảo khích lại sinh từ các thiện pháp ra lìa ác pháp, thầy đều nghe được lại ở nơi chủng chủng âm thanh xuất phát từ tâm không nhiễm ô, thọ trì đọc tụng luận nghị quyết trạch văn bảo không điền đảo, khiến nhớ nghĩ dạy trao dạy dần và sở hữu thiện ngôn thiện thuyết khác năng dẫn phát nghĩa lợi, thầy đều năng nghe được. Hết thảy lại như vậy gọi là nghe âm thanh thánh, nghe âm thanh phi thánh, chủng chủng âm thanh xuất phát từ các hữu tình, âm thanh hư vọng, gây lì tán tà vậy, theo dệt chia lìa tà ác thô xấu, sanh xuống đường ác, sanh lên cõi trời, sanh trong đường băng xanh cõi người, thầy đều nghe được. Âm thanh lớn, chủng chủng âm thanh xuất phát từ đám đông, âm thanh của những sự hội họp, âm thanh kêu gào khóc lóc của vô số loại khổ bức bách, âm thanh của kêu gọi nhau, âm thanh của sấm sét vang rền, âm thanh của các loại kèn la, âm thanh của trống tủ và, thầy đều năng nghe được. Nghe âm thanh nhỏ, trùng trùng âm thanh rất nhỏ cho đến âm thanh thì thầm, thầy đều năng nghe được. Nghe âm thanh biện, trùng trùng âm thanh xuất phát từ nghĩa dễ hiểu, thầy đều năng nghe được. Nghe âm thanh không biện, trùng trùng âm thanh xuất phát từ nghĩa khó hiểu, như âm thanh của trùng trùng minh chú đạt la nhị trà, âm thanh của các loại trùng gió, âm thanh của gió khua cây, âm thanh của các loài chim anh vũ, bồ câu, hoàng, oanh, mạng mạn, thầy đều năng nghe được. Nghe âm thanh hóa hiện, trùng trùng âm thanh do hành giả tầm tự tại, có đầy đủ thần thông, dùng lực thần thông hóa ra, thầy đều năng nghe được. Nghe âm thanh không hóa hiện, trùng trùng âm thanh khác với âm thanh hóa ra, thầy đều năng nghe được. Nghe âm thanh xa, trừ sở hữu âm thanh phát ra trong thôn xóm tụ lạc mà chư Phật Bồ Tát cư trú, còn lại âm thanh ở vô lượng vô số thế giới khác, thầy đều năng nghe được. Nghe âm thanh gần, nghe được những âm thanh khác trừ âm thanh đã nghe ở trên. Đây sao gọi là kiến danh từ trí thông của chư Phật Bồ Tát? Chư Phật Bồ Tát dùng thiền nhãn thành tịnh, vượt qua nhục nhãn của loài người, thấy các hữu tình lúc chết lúc sống, sắc đẹp, sắc xấu hoặc kém hoặc tốt. Thời gian sau, sự sống tăng trưởng các căn thành thục, thân hành chuyển theo các việc hoặc thiện hoặc ác, hoặc vô ký sai biệt. Lại hiện thấy biết các sắc quang mình, các sắc vi tế, các sắc biến hóa, các sắc tịnh diệu, dưới hy từ địa ngục vô gián trên đến cung trời sắc cứu cánh, không do tác ý đều năng thấy biết. Nếu khi tác ý, năng thấy trên dưới vô lượng vô số sắc của các thế giới khác, cũng năng thấy được vô lượng vô số tất cả các sắc của thế giới hai bên, cho đến năng thấy cõi Phật kia kia, Như Lai kia kia, đang an tọa trong pháp hội kia kia, tuyên thuyết chánh pháp, hiện hiện thứ tự như vậy không tạp loạn. Lại chư Phật Bồ Tát dùng thiền nhãn thành tịnh, thấy khắp mười phương vô lượng vô số các hữu tình, thân gây tạo nghiệp hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đã thấy kia rồi, tùy theo chỗ thích hợp, tùy theo căn lại mà thí làm vô số lợi ích an lạc. Lại dùng thiên nhĩ thành tịnh, nghe khắp mười phương vô lượng vô số các loại hữu tình, do ngữ gây tạo nghiệp hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đã nghe thấy rồi, tùy chỗ thích hợp, tùy theo căn lại mà thí làm vô số lợi ích an lạc. Đây gọi là lực nói việc sở tác bằng thiên nhãn thiên nhĩ của chư Phật Bồ Tát. E, sao gọi là biết tâm sai biệt trí thông của chư Phật Bồ Tát? Chư Phật Bồ Tát dùng tha tâm trí biết khác các loại hữu tình khác trong mười phương vô lượng vô số thế giới, hoặc tâm có phiền não triền, hoặc tâm lìa phiền não triền, hoặc tâm có phiền não tùy phược tùy miên, hoặc tâm lìa phiền não tùy phược tùy miên. Lại cũng rõ biết khắp tâm có nhiễm, tâm tà nguyện, đó là tâm của ngoại đạo và các tâm của người có ái nhiễm. Lại cũng rõ biết khắp tâm không nhiễm, tâm chánh nguyện, đó là những tâm trái với tâm trên. Lại cũng khắp rõ biết tâm thấp kém, đó là tâm của các loài chúng sanh, sanh ở dục giới, dưới cho đến tất cả tâm của loài cầm thú. Lại cũng khắp rõ biết tâm bậc trung, đó là sở hữu tâm của các loài hữu tình ở sắc giới. Lại khắp rõ biết tâm thủ thắng, đó là sở hữu tâm của các loài hữu tình sanh ở vô sắc giới. Lại rõ biết khắp tâm tương ưng lạc, tâm tương ưng khổ, tâm tương ưng không khổ không lạc. Lại đang dùng một trí thả tâm ở nơi một hữu tình có sở hữu như vậy, thể tánh như vậy, phẩm loại như vậy, hành tướng như vậy, gạc đó như vậy, tâm khởi hiện tiền như vậy, ở trong một niệm như vậy đều khắp biết như thật. Lại đang dùng một trí thả tâm ở nơi nhiều hữu tình có sở hữu như vậy, thể tánh như vậy, phẩm loại như vậy, hành tướng như vậy, ngang đó như vậy, tâm khởi hiện tiền như vậy, ở trong một niệm như vậy đều khắc biết như thật. Lại chư Phật Bồ Tát có tha tâm thông đầy,
biết căn thù thắng yếu kém của các hữu tình, biết trùng trùng thắng giải trùng trùng giới hạnh của các hữu tình, tùy chỗ thích hợp năng tránh an đặt họ nơi trùng trùng tránh hạnh, hướng đến cùng niết bàn. Đây gọi là việc sở tác bằng trí đa tâm của chư Phật Bồ Tát. F sao gọi là lậu tận trí thông của chư Phật Bồ Tát? Chư Phật Bồ Tát rõ biết như thật phiền não tận, rõ biết như thật hoặc mình hoặc người đã đắc chưa đắc lậu tận, rõ biết như thật hoặc mình hoặc người phương tiện năng đắc lậu tận, hoặc năng rõ biết như thật phương tiện thì đối với chẳng phải phương tiện cũng như thật biết. Rõ biết như thật người đã đắc lậu tận mà có tầng thượng mạn, rõ biết người đã đắc lậu tận lìa tầng thượng mạn. Lại chư Phật Bồ Tát, tùy năng rõ biết như thật phương tiện năng chứng tất cả công đức của lậu tận mà không tác chứng. Cho nên Bồ Tát ở nơi việc hữu lậu cùng với các lậu mà không nhanh chóng xả ly, tùy hành trong trùng trùng việc hữu lậu mà không bị nhiễm ô. Uy lực như vậy trong các uy lực thật là thủ thắng. Lại chư Phật Bồ Tát do trí lậu tận tự không nhiễm ô, cũng khéo vì người phân biệt giảng thuyết rộng, diệt trừ tăng thượng mạn. Đây là việc sở tác bằng chính lậu tận của chư Phật Bồ Tát. 2. Uy lực pháp. Từ uy lực của bố thí cho đến uy lực của bát nhã, uy lực của mỗi loại pháp như vậy được có 4 tướng: 1. Tướng đoạn trừ sở đối trị; 2. Tướng từ lường thành thục; 3. Tướng nhiều ích mình người; 4. Tướng cho quả ở đời tương lai. 4 tướng của bố thí: 1. Chư Bồ Tát tu hành huệ thí, năng đoạn trừ sở đối trị của thí là keo kiệt. 2. Huệ thí, đây năng huân tập từ đường Bồ Đề cho chính mình, cũng tương tạo làm bố thí, nhiếp sự thành thục hữu tình. 3. Trước khi thí ý vui, đang lúc thí tâm thanh tịnh, sau khi thí không hối tiếc, và trong 3 thời tâm thường hoan hỷ, là tự nhiêu ích mình, cũng năng trừ các khổ đói khát, nóng lạnh, bệnh tật, năng trừ các khổ do sợ hãi, mong muốn cầu mà bị thiếu thốn, để làm nhiêu ích người. 4. Đời vị lai, danh ở xứ nào cũng thường được giàu sang sung túc, được nhiều tài bảo tước vị to lớn, bạn bè giúp đỡ, quyến thuộc danh tiếng. Đây gọi là 4 tướng uy lực của bố thí. Ngoài đây ra chọn không có hoặc hơn hoặc thêm tướng nào khác. 4 tướng của trì giới: 1. Chư Bồ Tát thọ trì luật nghi, thân ngữ thanh tịnh, năng đoạn trừ sở đối trị của giới là phạm giới. 2. Trì giới hữu thanh tịnh, đây năng là tư lương Bồ Đề cho chính mình, cũng năng làm việc đồng sự, nhiếp sự thành thực hữu tình. 3. Thọ trì tịnh giới nên xả bỏ xa lìa các việc sợ hãi oán địch, do phạm giới làm duyên sanh khởi, khi thức ngủ đều an vui, là tự nhiêu ích mình. Lại do thọ trì tịnh giới nên không hối hận, cho đến tâm định cũng là tự nhiêu ích mình. Do thọ trì tịnh giới nên không não hại người, phổ thí sự vô ý khắp tất cả hữu tình, là sự nhiêu ích người. 4. Do nhân duyên đầy, thần hoại về sau sanh ở cõi thiện, trong thế giới chư thiên. Đây gọi là 4 tướng uy lực của trì giới. Ngoài đây ra, chọn không có hoặc hơn hoặc thêm tướng nào khác.